xe Nhật. Cho anh em thích chơi hàng Nhật. Em đây hàng Việt Nam, né ra. Xe này của con gái tôi. Rồi, một xe ba bánh. Ba bánh nội địa Nhật. Và một em xe đạp Yamaha trợ lực. Trợ lực Nhật. Đấy. Xe này có 8 số lận nha các bạn. Nó có 8 số lận. 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn thấy bình thường á, một con xe đạp bình thường, đây là xe đạp ở Việt Nam tôi chơi nè. 1 2 3 4 5 6 7. 7 clip nó to như vậy. Thì đối với xe Nhật thì 8 clip nó giấu trong cái cục đây. Mà nó còn có điện trong đó nữa, bình thường á là nó clip rồi bây giờ nó thêm điện nữa. Nó trợ lực điện. Này là Yamaha khung nhôm, con này là xe khung nhôm. Xe bãi Nhật khung nhôm trợ lực điện. Trợ lực điện chứ không phải là xe điện nha các bạn. Đây. Khung Yamaha trợ lực điện nha. Đây cái bình nó đó, bốn nắp. Bốn nắp pin. Còn con này thì xe ba bánh. Cha anh em mua tặng cho ba mẹ, người già, người lớn tuổi nha. Xe này chức năng là cho người trẻ em khuyết tật, người già, người lớn tuổi, kể cả những bé mà 7-8 tuổi là đạp rất là nhẹ luôn. Đạp bình thường bởi vì nó rất là nhẹ nha. Chút nữa mình sẽ cho bé 8 tuổi đạp test cho anh em coi. Cho anh em mua mấy cái xe Trung Quốc hả, cái bánh nó to, cấu trúc nó nặng, đạp lồi cứt luôn. Còn xe này là xe trợ lực chứ không phải xe điện, trợ lực dành cho anh em thanh niên đi chơi, đi thể dục, đi nhậu. Rồi khi về thì bật chế độ trợ lực lên là đạp nó rất là nhẹ nha. Đó, nó có 3 chế độ là chế độ mạnh, chế độ trung bình, chế độ thấp. Đó, là dùng điện nhiều hay dùng điện ít các bạn. Là không cần đạp nhiều, chỉ cần anh em có đụng vào cái bi đông thôi, đụng vào cái bàn đạp thôi. Là nó sẽ, cái xe nó sẽ trường tới rất là đã nha các bạn. Đó, thể dục nha. Còn xe này thì xe tặng cho ba mẹ, người già, người lớn tuổi. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết hai con cho anh em coi nha, để anh em lựa chọn. Rồi.